Hello các bạn, xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube Ác Ba Channel của mình. Hiện tại trên bàn mình đang là dòng sản phẩm Samsung Z7 Prime. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn video clip về test pin cho dòng sản phẩm này. Thì các bạn đang thấy là trên máy của mình sẽ tắt wifi và mở cái 3G lên. Rồi ok, mình đã mở được cái dữ liệu di động lên rồi. Và ở đây hoàn toàn là không có những cái ứng dụng chạy ngầm nữa hết. Và máy được hoàn toàn là sạch sẽ. Đây là chỉ là những cái app hoạt định ở trên máy thôi. Có nghĩa là mình đã reset là cái máy này khi thực hiện cái test. Thì các bạn đang thấy là ở đây mình sẽ có một cái biểu tượng phần trăm pin chứng tỏ là máy đang sử dụng 100%. Và cái độ sáng màn hình thì mình sẽ nâng lên mức khoảng là 75 độ sáng màn hình. Rồi, ở đây mình sẽ mở cái ứng dụng là Mobi TV. Các bạn đang thấy là nó đang có 4G nè. Rồi, mình thử là mở cái ứng dụng Mobi TV này lên. Và ở đây hiện tại thì mình sẽ test cái xem video clip liên tục thử xem cái đó với dòng máy này nó sẽ chạy như thế nào các bạn nha. Mình sẽ chọn lên cái TV. Ok. 100% pin thì mình sẽ mở video clip liên tục bằng mạng 4G thử xem là đối với cái thiết bị này nó chạy như thế nào. Được khoảng bao lâu, cũng giống như là cái dòng sản phẩm mình test hôm bữa. Ok, mình sẽ phóng to này ra. Rồi các bạn đang thấy là cái video clip nó đang chạy. Đây là kênh thời sự VTV. Rồi, mình sẽ kéo cái đây. Đây mình sẽ bấm start. Rồi, khoảng thời gian nó đang chạy và cái thiết bị của mình nó đang quay. Các bạn đang thấy là hoàn toàn không có cái gì hết, mình chỉ có bật cái độ sáng màn hình thôi. Là 75% kết nối 4G. Đang cập nhật này thì nó không có cập nhật. Pin của mình là vẫn là 100%. Thì mình sẽ để nó vậy, thể nó chạy liên tục. Thử xem là đối với cái dòng máy Samsung Z7 Prime này thì xem 4G liên tục và xem video liên tục thì nó khoảng bao lâu, bao nhiêu tiếng so với cái phần trăm pin hiện tại các bạn nhé. Tại các bạn đang thấy là cái phần trăm pin nó đang chạy nè. Máy mình nó đang chạy luôn. Rồi, thì mình sẽ để cho máy nó chạy. 30 phút sau mình sẽ mở lên lại để kiểm tra cho các bạn. Đây, mình để mở cam lượng lên. Âm lượng thì khoảng 80%. Ok, mình sẽ dừng ở đây 30 phút sau mình sẽ mở lên lại. Đây, các bạn đang thấy là khoảng 30 phút chúng ta còn 92% pin. Sẽ chỉnh cái này lại cho nó ngay một tí. Ok. Vẫn là dữ liệu 4G. 92% pin 4G. Thời gian vẫn chạy. Máy vẫn quay. Rồi, 30 phút. Thì chúng ta mất 8% pin nếu mà các bạn xem liên tục bằng 4G trên dòng máy Samsung Galaxy Z7 Prime này. Rồi, ở đây hiện tại mình sẽ để thêm 1 tiếng nữa mình sẽ mở lại các bạn nhé. Đây, các bạn đang thấy hiện tại thì 1 giờ 1 phút cái pin chúng ta còn khoảng là 85% pin, 15% pin trong vòng 1 tiếng nữa mình xem 4G. Rồi. Mình sẽ bút xuống cho các bạn thấy. Đây, 85% pin 4G. Thời gian 1 giờ 1 phút. Mở liên tục các bạn nha. Rồi ok, mình sẽ để cái điện thoại ở đây để cho nó test. Thì trong vòng khoảng 1 tiếng nữa mình sẽ quay lại thử xem nó mất bao nhiêu phần trăm các bạn nha. Đấy, các bạn đang thấy là hiện tại thời gian chúng ta là khoảng 2 giờ và cái phần trăm pin thì còn 71% pin. Ok, 2 tiếng mà mất khoảng là
30% bit. Trung bình chúng ta một tiếng xem thì có thể là mất 15% trên dòng Samsung Galaxy C7 Prime này. Rồi tiếp tục mình sẽ để thêm một tiếng nữa các bạn nhé. Rồi các bạn đã thấy hiện tại thì đồng hồ chúng ta đã chuẩn bị đến cái thời gian là 3 giờ và phần trăm pin là còn 55% pin. Vẫn kết nối 4G, còn 55% pin. Rồi ở đây hiện tại 3 giờ thì mất khoảng 45% nếu các bạn on 4G liên tục xem video trên mạng trên dòng sản phẩm Samsung Galaxy C7 Prime. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái thiết bị nó tiếp tục nó chạy. Vậy đến khoảng 1 tiếng sau thì mình sẽ quay lại kiểm tra tiếp các bạn nha. Rồi để cho nó chạy tiếp thôi. Rồi thì các bạn đang thấy là thời gian chúng ta là khoảng 4 giờ và cái pin nó còn khoảng 40%, 4G 40% liên tục. Rồi mình xem liên tục thì đây là cái khoảng thời gian mà pin của chúng ta hao hụt 4 tiếng thì mất 60%. Xem liên tục bằng 4G. Đây, các bạn thấy. Rồi, giờ thì mình sẽ để thêm một tiếng nữa rồi sau đó mình sẽ kiểm tra lại các bạn nhé. Rồi các bạn đang thấy là hiện tại thì pin nó còn là 24% và cái thời gian chúng ta là 5 tiếng thì mình nghĩ chúng có thể là duy trì trong khoảng 1 tiếng nữa, là đến tiếng thứ 6 thì cái Samsung Galaxy G7 Prime này nó sẽ hết pin. Rồi đây mình sẽ cho các bạn thấy 24% và vẫn còn kết nối 4G. Rồi thời gian thì nó vẫn đếm. Rồi, bây giờ hiện tại thì mình sẽ để thêm khoảng 1 tiếng nữa thử xem nó còn sống sót hay không các bạn nhé. Rồi để cho máy nó quay tiếp tục. Rồi hiện tại các bạn đang thấy là cái pin của chúng ta chỉ còn khoảng là 1% thôi. Đó. 4G 1% là khoảng là 6 tiếng 30 phút. Từ 100% mà mình có thể là xem được khoảng liên tục video thì khoảng là 6 tiếng hơn 6 tiếng 30 phút.
Rồi, ở đây thì các bạn thấy là điện thoại Samsung nó đã tắt nguồn rồi. Rồi thì cái thời gian chúng ta thấy là máy nó tắt nguồn từ lúc 100% là khoảng là 6 giờ 36 phút. Rồi, vậy hiện tại là mình đã thực hiện thành công cái quá trình test pin trên cái dòng sản phẩm Samsung Galaxy J7 Prime on 4G liên tục Simiro thì khoảng là 6 giờ 36 phút. Rồi, vậy là mình đã test xong cái dòng sản phẩm Samsung J7 Prime về pin hiệu suất sử dụng 4G để xem video liên tục khoảng thời gian bao lâu. Rồi, nếu mà các bạn có gì đó thắc mắc về video clip thì có thể comment dưới clip, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Nếu thấy video clip hữu ích có thể like, share, subscribe ủng hộ kênh giúp mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip.